Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh 60 giây. Chủ đề hôm nay, NASA cảnh báo thiên thạch phá hủy một quốc gia châu Âu. Phát biểu tại hội nghị phòng thủ hành tinh ở Washington DC, ông Jim Bridenstine, một lãnh đạo của NASA cảnh báo về nguy hiểm của thiên thạch này, không được coi trọng đúng mức. Ông Bridenstine nhận định, vào năm 2013, một vụ nổ thiên thạch đã xảy ra tại thành phố Chelyabinsk của Nga, có sức mạnh gấp 30 lần so với quả bom nguyên tử được Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima trong Thế chiến thứ hai. Sau vụ nổ tại Nga, NASA đã phát hiện ra một vật thể khác có thể lớn hơn đang tiếp cận trái đất. Lãnh đạo của NASA cho biết đang tiếp tục theo dõi và tìm kiếm các vật thể gần trái đất. Ông Bridenstine cho rằng, các thiên thạch đã rơi xuống trái đất 3 lần trong thế kỷ trước. Đây không phải là chuyện hiếm khi xảy ra. Năm 2018, Nhà Trắng đã công bố một kế hoạch yêu cầu NASA phát hiện, theo dõi và mô tả 90% các vật thể gần trái đất có đường kính 140m. Tuy nhiên, NASA chưa thể đáp ứng được mục tiêu đó. Lãnh đạo của NASA nói thêm, với đường kính 140m, thiên thạch có thể phá hủy một tiểu bang của Hoa Kỳ và có thể tiêu diệt một quốc gia ở châu Âu. Đầu tháng này, NASA đã trao một bản hợp đồng cho SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Công ty này sẽ cung cấp một số dịch vụ cho thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép đắt của NASA. Theo kế hoạch, NASA sẽ làm chệch hướng một tiểu hành tinh bằng cách va chạm một tàu vũ trụ ở tốc độ cao. Hợp đồng này có giá trị lên tới 69 triệu USD, dự kiến sẽ ra mắt vào 2021. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới Movi. Nhớ like và share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong Movi kế tiếp.